nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết, ly hôn cầu thủ vì không có con, lấy tỷ phú sinh ngay quý tử nhưng tuổi già vẫn cô độc một mình. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết sinh năm 1945, bà là nghệ sĩ cải lương danh tiếng được mệnh danh là cải lương chi bảo, từng đoạt giải thưởng Thanh Tâm năm 1965 và nổi tiếng với những vở kinh điển như Thái hậu Dương Văn Nga, Đời cô lựu, Tuyệt tình ca hay là Lục Vân Tiên. Sự nghiệp vẻ vang nhưng cuộc đời của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết gặp không ít sóng gió. Bà đã từng trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ và sống cô độc khi về già. Ly hôn chồng dù vẫn rất yêu thương nhau. Người chồng đầu tiên của nghệ sĩ là danh thủ Phạm Huỳnh Tam Lang. Bà miêu tả đây là một người đàn ông cực kỳ tốt. Tôi không thể nào chê anh ấy ở điểm nào đó hay là nói anh không tốt. Chồng cũ của tôi khi đó là một bậc đại trượng phu, sống rất đàn ông và rộng lượng. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã nói như vậy. Tuy nhiên sau một thời gian chung sống, họ buộc phải chia tay nhau vì nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết không sinh được con trai nối dõi cho nhà chồng. Hai đứa quá thương nhau, hôm đó ngồi khóc với nhau. Mình mới nói, thôi anh về lấy vợ đi để cho vui lòng gia đình. Bà tâm sự giây phút chia tay chồng cũ của mình. Sau khi ly hôn, danh thủ Tam Lang cưới vợ khác và có một người con. Hôn nhân tan vỡ đã từng khiến cho nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết suy sụp, muốn xuất gia đi tu. Bà kể, mình nghĩ cái số nó kỳ cục rồi, gặp một người tốt, người đàng hoàng mà lại giang dở, nên mình sẽ đi chơi cho đã, rồi mình đi tu. Là một người mạnh mẽ và dứt khoát, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã tránh gặp mặt chồng cũ để gia đình ông được bình yên. Trong chương trình lần đầu tôi kể, bà tâm sự. Ngày đó tôi quá nổi tiếng, báo chí săn đón liên tục và đưa tin. Nếu như tôi gặp lại anh ấy và bị báo chí đưa lên thì tôi sợ gia đình của anh ấy sẽ cãi vã nhau. Dù vậy, nghệ sĩ khẳng định họ vẫn tiếp tục thương yêu nhau cho đến tận ngày danh thủ Tam Lang qua đời. 3 tháng trước khi anh mất, anh Tam Lang đã xin phép gia đình cho đến thăm tôi, gặp tôi một lần rồi chết. Đó cũng là lần gặp đầu tiên kể từ ngày chúng tôi ly hôn. Tôi nghĩ chúng tôi đều đã già hết rồi, gặp nhau cũng chẳng sao. Sau đó 3 tháng, tôi nghe tin anh mất. Tôi không hối hận và cũng không đau khổ gì, bà tâm sự về chồng cũ của mình. Cưới chồng tỷ phú sinh được con trai. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết bén duyên với một người đàn ông Việt kiều Pháp vào năm 1974. Cả hai đã quyết định dọn về chung sống với nhau chỉ sau khi một tuần quen biết. Tuy nhiên đến 6 tháng sau, bà mới biết ông chính là một tỷ phú. Đặc biệt trong thời gian sống chung với người chồng thứ hai, nghệ sĩ đã sinh được một cậu con trai. Ông ấy tự mua villa, tự sắm sửa mọi thứ rồi dẫn tôi lại và hỏi có chịu ở đây không. Tôi thấy mắc cười quá nhưng bất ngờ tôi phát hiện là mình có bầu. Ngộ quá nên tôi nói với ông ấy rằng tôi không có ý định này, thế nên ông ấy bảo tôi sống bớt chảnh cho đời thương. Sau khi sinh con xong, tôi mới nói với ông ấy rằng điều này thật là bất ngờ chứ không phải thấy ông ấy giàu mà tôi làm như vậy. Tôi nói với ông ấy rằng tôi rất thích làm single mom, bà kể. Dẫu vậy, vợ chồng của nghệ sĩ cũng không thể nào gắn bó đến cuối đời. Nghệ sĩ không chia sẻ về nguyên nhân tan vỡ trong cuộc tình thứ hai của họ, tuy vậy họ đã cùng gắn bó với nhau hơn 30 năm. Cuộc sống độc thân tại tuổi 80. Hiện tại, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đang sống tại Việt Nam, còn con trai duy nhất của bà đã trưởng thành và ổn định cuộc sống tại Mỹ. Được biết, con trai của bà, Valerie Bảo Giang, hiện tại là một doanh nhân thành đạt và đã có 3 người con. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã nhiều lần chia sẻ về cuộc sống độc thân vui vẻ tại tuổi 80 của mình. Mỗi ngày, bà dành 4 tiếng để học. Bà thành thạo nhiều ngoại ngữ, tích cực trong các hoạt động nghệ thuật và thường xuyên cho ra mắt những ca khúc cải lương được chuyển thể từ nhạc trẻ. Cơ ngơi nghỉ dưỡng của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết lúc về già cũng khiến cho nhiều khán giả choáng ngợp bởi vì độ lộng lẫy của nó. Được biết, bà hiện tại đang sinh sống trong một căn biệt thự có tông chủ đạo là màu trắng, tọa lạc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, thay vì nhiều diện tích cho căn nhà thì nữ nghệ sĩ quyết định đầu tư một khu vườn xanh tạo cảm giác thiên nhiên cho bất kỳ một vị khách nào đến chơi nhà mình. Do không gian xung quanh nhà của nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết khá yên ắng nên thú vui mỗi sáng của bà là bà sẽ kéo rèm cửa, hưởng ánh sáng cũng như là nghe tiếng chim hót véo von. Thậm chí nữ nghệ sĩ còn kể rằng có những ngày quên kéo rèm, các chú chim sẽ mổ vào cửa sổ như thể là gọi mình thức giấc. Bà gọi đó là hạnh phúc tuổi già của mình. Khi được hỏi về việc có ý định về Mỹ để đoàn tụ với con trai không, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã trả lời: tôi có chồng mang quốc tịch Pháp, nhưng trong suốt hơn 30 năm sống chung cùng với gia đình chồng, tôi luôn luôn bảo với chồng của tôi rằng tôi không muốn nhập quốc tịch. Tôi luôn muốn giữ quốc tịch Việt Nam vì tôi là nghệ sĩ cải lương Việt Nam. Mong chồng đừng buồn tôi nữa. Sau này khi con trai tôi đã thành đạt tại Mỹ, tôi cũng nói luôn rằng con lớn lên, sống cuộc đời lương thiện thì mẹ rất cảm ơn. Con trai đã từng đề nghị bà sang Mỹ định cư để gia đình tiện chăm sóc, tuy nhiên bà đã từ chối vì muốn cống hiến và ra đi trên mảnh đất quê hương mình. Mẹ có cuộc đời của mẹ, mẹ là một cô đào hát cải lương nên hãy cho mẹ được sống như một người Việt Nam bình thường. Mẹ sẽ chết như một người Việt Nam bình thường.
Tôi và con trai tại Mỹ vẫn liên lạc với nhau hàng ngày. Với công nghệ thông tin hiện nay thì việc gọi cho nhau còn rõ ràng hơn là gặp trực tiếp ở bên ngoài. Nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết sinh năm 1945, được mệnh danh là Cải Lương Chi Bảo. Bà đã từng đoạt giải thưởng Thanh Tâm năm 1965, nổi tiếng với những vở kinh điển Thái Hậu Sương Vân Nga, Đời Cô Lựu, Tuyệt Tình Ca, Lục Vân Tiên. Bạch Tuyết là tiến sĩ nghệ thuật cải lương đầu tiên được nhà nước vinh danh nghệ sĩ nhân dân vào năm 2012. Trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 khó khăn, Bạch Tuyết đã cố gắng động viên tinh thần mọi người xung quanh. Bà theo dõi tin tức hàng ngày, lập dự án cải lương đồng hành cùng với mùa COVID-19, ra mắt MV Ông Bà Anh Thời COVID-19, Hoa Nở Không Màu nhằm truyền năng lượng tích cực đến xã hội. Bạch Tuyết vẫn không ngừng đổi mới, tìm hiểu và nắm bắt âm nhạc giới trẻ để hội nhập. Những bản hit như Em Gái Mưa, Đừng Hỏi Em, Lạc Trôi, Người Lạ Ơi đã được bà biến tấu theo phong cách cải lương vọng cổ, nhận được rất nhiều sự chú ý, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Bên cạnh sự đón nhận, không ít ý kiến khán giả ái ngại cho rằng điều này không phù hợp với tên tuổi của bà và thể loại nhạc mang tính đặc thù như là cải lương. Bạch Tuyết cho rằng luôn luôn đón nhận những ý kiến khen chê, góp ý phê bình là một phần của đời sống. Nghệ thuật đối với tôi là phải đổi mới, ngay chính từ cải lương cũng đã bao hàm nghĩa trong đó. Tôi nghĩ đổi mới có thể hay hơn hoặc là chưa hay, nhưng nếu vì ngần ngại e sợ mà không làm thì câu trả lời sẽ là không bao giờ hay. Hơn nữa, tôi luôn tin rằng cải lương luôn có những cách làm mới mình để tìm đến khán giả, bà nói. Bước chân vào con đường nghệ thuật của dòng ca cổ cải lương từ khi tuổi còn nhỏ, nhưng sau một năm gắn bó với sân khấu, nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã được mời về đoàn thống nhất của danh ca Út Trà Ôn, một trong những gánh hát lẫy lừng của thập niên năm 1960. Cô đạt huy chương vàng giải thưởng Thanh Tâm cho diễn viên xuất sắc vào năm 1965. Từ đây, danh xưng Cải Lương Chi Bảo của Bạch Tuyết được gắn liền với người nghệ sĩ sở hữu một giọng hát đẹp này. Sự khuấy đảo làng cải lương của đào chính Bạch Tuyết còn được tăng lên khi mà cô kết hợp với Hùng Cường tạo nên cặp đôi sóng thần chiếm lĩnh mọi sân khấu và nức tiếng ở thời bấy giờ. Cô lần lượt được nhà nước phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú, nghệ sĩ nhân dân vào năm 1988 và năm 2012. Tại tuổi 80, Bạch Tuyết sống an yên và lạc quan mỗi ngày. Hơn 40 năm từ khi theo Phật giáo, bà đã dành thời gian ngồi thiền mỗi ngày tìm lại sự tịnh tâm trong tâm hồn. Ngoài công việc ca hát, nữ nghệ sĩ gạo cội vài năm gần đây tham gia giảng dạy trong một dự án cộng đồng tiếp bước trăm năm do Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Dự án này nhằm góp phần giúp cho các bạn trẻ có độ tuổi thanh thiếu niên hiểu thêm về bộ môn nghệ thuật truyền thống. Tất bật với công việc ở độ tuổi ngoài thất thập, Bạch Tuyết vẫn ý thức giữ gìn sức khỏe. Nữ nghệ sĩ tuân thủ giờ giấc sinh hoạt, ăn uống kiêng khem khoa học và nghe theo lời tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên, liều thuốc quan trọng nhất theo Bạch Tuyết vẫn là giữ cho tâm hồn được lạc quan và an yên. Bạch Tuyết tự nhận mình may mắn vì tuổi cao vẫn còn được sống với nghề, được khán giả yêu thương. Nghệ sĩ gạo cội vẫn đi diễn, giao lưu đều đặn với khán giả và thỉnh thoảng làm mẫu chụp ảnh thời trang. Sống cùng con cháu, gia đình là một niềm hạnh phúc với bất kỳ người già nào, nhưng tôi nghĩ bản thân từ lâu đã tu Phật nên có cho mình những lựa chọn riêng. Tôi muốn sống ở Việt Nam, mỗi ngày làm việc, gặp gỡ với những người bạn mới, với những mảnh đời khó khăn để đưa tay nắm lấy họ. Đó cũng là cách để mình vui với niềm vui của riêng mình, Bạch Tuyết bày tỏ. Có thể thấy nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết đã có một sự nghiệp quá đỗi thành công. Về đời tư, sau khi trải qua rất nhiều sóng gió trong cuộc đời, nay bà đã sống an yên hơn trong ngôi biệt thự thoáng đãng của chính mình và tận hưởng niềm vui của riêng mình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chính trong kênh tin tức Lòng Đành TV của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng theo dõi. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video kế tiếp.